Đây bún mọc Hà Nội đó nha. Đó, ăn con gà xé cái đùi rất là ngon nha. Rất là ngon. Cái gì đó cá hả? Không, mọc. Mọc thịt đó chứ không. Giò sống như giò sống nó rất là ngon. Đầy đặn. Nước lèo vô, ăn được thơm ngon, nước lèo vô cho miếng tiêu rồi. Gà. Mời cả nhà cùng xem nha. Mời cả nhà thưởng thức. Nhà bún mọc. Xin mời cả nhà bún mọc nha. Mời cả nhà. Rất là ngon nha. Mời cả nhà nha. Nó thơm. Đó, rào vô cho nó thơm. Này, cái xà lách, rau quế, rau húng cay. Mời cái nhà nha, rất là đậm đà. Mời cái nhà mình ăn. Mời cái nhà ấy nha. Mời cái nhà. Bún mọc của Hà Nội như thế nha. Bún mọc mà Hà Nội rất là ngon. Nước Việt mà cả nhà nha. Cả nhà có yêu thích cho mình một like, mình chia sẻ, một bình luận bên dưới nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.
thuốc nước thế này. Kết thúc video mình xin cảm ơn cả nhà rất nhiều nha, đã theo dõi kênh của Tiếng Ngô Miền Tây. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Review cái món bún mọc cho cả nhà cùng xem nha. Cảm ơn cả nhà nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bye bye.